Quý vị và các đồng chí, với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát quân sự, những năm qua lực lượng kiểm soát quân sự của tiểu đoàn vệ binh 100 luôn thể hiện là lực lượng chính quy, mẫu mực hàng đầu của quân đoàn 4 trong việc duy trì nền nếp, rèn luyện kỷ luật quân đội và tác phong của quân nhân trên địa bàn. Vào dịp cuối năm, quân nhân được về phép và phương tiện xe quân sự hoạt động nhiều. Do đó, tiểu đoàn vệ binh 100 đã tổ chức các chốt kiểm tra và thường xuyên chấn chỉnh, nhắc nhở những sai phạm về lễ tiết tác phong của quân nhân cũng như công tác đảm bảo an toàn giao thông. Điều này đã góp phần duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Trong cái thời gian giáp Tết này thì chúng tôi xác định tổ kiểm soát quân sự lấy nhắc nhở chấn chỉnh là chính. Qua đó cũng giáo dục cho những quân nhân bị sai phạm về điều lệnh, điều lệ. Qua đó thì cũng phải là kiên quyết lập biên bản những trường hợp là sai phạm và thông báo về đơn vị để đơn vị kết hợp giáo dục. Khi thực hiện nhiệm vụ ngoài doanh trại, lực lượng kiểm soát quân sự thường xuyên đối mặt với nhiều tình huống khó khăn phức tạp. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải trau dồi về mọi mặt, từ bản lĩnh chính trị, luật giao thông đường bộ đến nghiệp vụ kiểm soát quân sự, rèn luyện võ thuật nhằm ứng phó và xử lý tốt các tình huống. Có mỗi buổi huấn luyện nghiệp vụ kiểm soát quân sự thì bản thân mỗi chiến sĩ chúng tôi rút được nhiều kinh nghiệm và đồng thời làm nền tảng phục vụ cho bản thân thực hiện quá trình làm nhiệm vụ bên ngoài, qua đó góp phần giữ vững việc chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước của đơn vị. Năm 2016, lực lượng kiểm soát quân sự của tiểu đoàn vệ binh 100 đã tổ chức hàng trăm đợt kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết tác phong của quân nhân, đồng thời kiên quyết xử lý, lập danh sách và báo về đơn vị những trường hợp quân nhân vi phạm cũng như phương tiện mang biển số quân sự giả. Trong năm qua, với cái việc của đơn vị duy trì chặt chẽ các cái chế độ kiểm soát và các đơn vị trong toàn quân đoàn đã tổ chức quán triệt rõ các cái quy định, cho nên cái ý thức chấp hành kỷ luật của bộ đội trong năm qua rất tốt. Cho nên cái việc chấn chỉnh, chúng tôi nhắc nhở về cái tác phong, việc đi lại một số trong năm qua hạn chế rất nhiều. Xây dựng tính thống nhất, chính quy cho quân đội, giữ gìn hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ binh đoàn Cửu Long anh hùng trong lòng nhân dân trên địa bàn đứng chân. Đây là những nhiệm vụ mà tiểu đoàn vệ binh 100 quân đoàn 4 đang ra sức thực hiện tốt trong thời gian qua.